Xin chào các bạn đã trở lại với bản tin cập nhật công nghệ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Fastcare. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn những thông tin nào, cùng theo dõi video ngay nhé. Đầu tiên mình muốn nhắc nhẹ với các bạn, cái video ngày hôm nay sẽ nói về sự ra mắt sản phẩm của những hãng công nghệ đình đám. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với Oppo, với sự ra mắt của Oppo Reno 7. Và đây mới chỉ là cái sự hé lộ cái mặt lưng thôi mà đã khiến cho dân tình rần rần rồi đó. Hãng luôn nắm bắt kịp thời tâm lý khách hàng thế hệ mới, muốn thể hiện cá tính riêng, từ đó liên tục ra mắt những smartphone mang thiết kế thời thượng, màu sắc trendy, được giới trẻ yêu thích. Đơn cử trước đó, Oppo cũng từng đạt doanh thu kỷ lục khi trình làng phiên bản mặt lưng mờ nhám đặc trưng bởi công nghệ Reno Glow kết hợp với màu bạc đa sắc độc trên Oppo Reno 5. Đường kính camera thế hệ Reno mới dường như được nâng cấp lớn hơn 1,45 lần và có diện tích gấp đôi so với Reno 6 series. Viền sáng kép bao quanh này càng làm nổi bật cụm camera được thiết kế tỉ mỉ trên mặt lưng, khiến chúng trông như những tiểu hành tinh đẹp đến ngỡ ngàng, phát quang giữa vũ trụ huyền ảo trong đoạn trailer về sản phẩm mới của nhà Oppo. Thông tin thứ hai dành cho những người đam mê đồng hồ thông minh, bởi vì hãng đồng hồ Garmin đã cho ra hai cái dòng đồng hồ mới, đó là Phoenix 7 series và Aibis. Cái dòng đồng hồ này đặc biệt là dành cho những người hoạt động ngoài trời nhiều. Phoenix 7 series nổi bật với bản điều khiển năng lượng mặt trời, giúp tăng gấp 3 lần tuổi thọ pin, và Phoenix 7X là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên trên thị trường có tính năng tích hợp đèn pin. Phoenix 7 series cũng được trang bị thấu kính Power Sapphire kết hợp tinh thể Sapphire cao cấp với khả năng chống lóa mạnh mẽ, chống mài mòn và chống trầy xước, với hơn 40 chế độ luyện tập thể thao nâng cao được tích hợp sẵn, bao gồm leo núi, 3 bộ môn phối hợp tập tạ, chạy treo, chèo sấp. Chức năng Real-Time Stamina mới giúp người dùng biết được thể lực hiện tại của họ, từ đó điều chỉnh tốc độ cũng như cường độ của họ cho phù hợp với tình trạng hiện tại của bản thân. Video này là video nói về sự ra mắt của những cái sản phẩm công nghệ đình đám. Bởi vậy chúng ta không thể nào bỏ qua được iPhone 14 sắp ra mắt, đặc biệt ở những cái concept màu gây ấn tượng của nó. Mình thấy ấn tượng nhất là hai cái màu xanh đó các bạn, màu xanh bạc hà và màu xanh trà xanh. Không biết là các bạn thích cái màu nào, các bạn có thể comment bên dưới nha. Hình ảnh các bạn có thể nhìn thấy thì iPhone 14 màu xanh này có gam màu trung tính hơn. Mình nghĩ là màu xanh này không chỉ tạo cảm giác mới lạ mà còn thể hiện sự sang trọng, nhất là những phiên bản Pro. Video concept được đăng tải trên kênh YouTube iOS Beta News. Bản thiết kế này không chỉ với điểm nhấn là màu xanh mới mà còn cho thấy thiết kế tổng thể có phần thay đổi, đặc biệt là module camera sau được làm phẳng với mặt lưng, chỉ có các ống kính là nhô ra. Điều này rất giống với module camera sau có trên Galaxy S22 Ultra. Về cốt lõi bên trong, dòng iPhone 14 được trang bị chip A16 Bionic mới nhất, RAM tăng lên 8GB, camera sau với ống kính nâng cấp 48MP thay cho 12MP và thời gian ra mắt sẽ là vào tháng 9. Nói tới iPhone 14 rồi thì chúng ta không thể nào bỏ qua iPhone 13, bởi vì dòng iPhone này cũng sẽ cho ra mắt 3 màu sắc mới, đó là màu hồng, màu tím và cả màu xanh lá, đảm bảo chị em mình thấy là đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và theo như những thông tin rò rỉ thì cái sự ra mắt lần này của iPhone 13 sẽ nâng tổng số màu của dòng điện thoại này từ 4 lên 7. Theo các thông tin rò rỉ, trong sự kiện mùa xuân 2022, Apple sẽ cho ra mắt sản phẩm phần cứng mới như iPhone SE 3, iPad Air cũng như một máy Mac mới với chip Apple Silicon. Đáng chú ý, ngoài các sản phẩm phần cứng trên, các leaker còn đồn đoán rằng trong lần này hãng sẽ cho ra mắt các mẫu mới trên iPhone 13 series. Nãy giờ chúng ta đã nói về điện thoại nè, về đồng hồ, vậy thì iPad chính là điểm đến cuối cùng trong video ngày hôm nay. Và iPad Air 5 đã lộ diện toàn bộ thiết kế khiến cho dân tình chết mê chết mệt. TechRadar cho rằng Apple vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế của thế hệ trước trên iPad Air 5. Máy vẫn sẽ có phong cách thiết kế vuông vức đầy nam tính cùng với một mặt lưng được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Đây là điều không quá bất ngờ bởi các dòng máy tính bảng của Apple thường chỉ thay đổi thiết kế sau một quãng thời gian rất dài. Một nâng cấp đáng chú ý mà Apple được cho là sẽ mang lên iPad Air 5 đó chính là kết nối 5G, tính năng vốn được xem là một trong những tiêu chuẩn cơ bản dành cho các sản phẩm công nghệ đời mới. Ngoài nâng cấp về chipset, iPad Air 5 dự kiến sẽ còn được nâng cấp camera trước từ 7 lên thành 12MP. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia thì iPad Air 5 ra mắt lần này sẽ có giá khởi điểm tương đương với phiên bản tiền nhiệm của nó trước đó vào khoảng $599. Còn các bạn đang mong chờ sự ra mắt của sản phẩm nào, hãy comment bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Fastcare để có thể xem thêm nhiều video cập nhật tin tức công nghệ mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.